Xin chào quý khán thính giả của Tinh Hoa TV. Sẽ như thế nào nếu bạn bị mắc kẹt trong một nơi tối tăm gần 2 tháng trời? Không có đủ đồ ăn, thức uống, chẳng biết tương lai có thoát ra được hay không? Liệu bạn có thấy tuyệt vọng mà buông xuôi? Hay vẫn ráng sống sót để nuôi hy vọng một ngày có thể thoát ra ngoài? Những vụ giải cứu tai nạn nghẹt thở dưới đây sẽ cho bạn thấy sức mạnh tinh thần của con người có thể làm được những điều phi thường như thế nào. Nghẹt thở với 3 vụ giải cứu tai nạn dưới lòng đất thần kỳ nhất trên thế giới. Chúng ta hãy đến với câu chuyện thứ nhất. Thảm họa sập hầm mỏ ở Chile. Tại thủ phủ của vùng Atacama miền Bắc Chile, cách thành phố Copiapó 45 km về phía Tây Bắc, có một mỏ tên là San Jose. Đây là một mỏ đồng, vàng, nằm trong sa mạc Atacama, một trong những nơi khô hạn nhất trên thế giới, với nhiệt độ mặt đất cao, không thích hợp để sinh sống. Điều kiện dưới lòng đất còn khắc nghiệt hơn. Bên trong hầm mỏ cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm lớn. Chỉ trong 12 năm ngắn ngủi, từ năm 1998 đến năm 2010, đã có ít nhất 8 thợ mỏ thiệt mạng tại San Jose. Năm 2007, mỏ đã tạm thời bị đóng cửa sau khi một nhà địa chất chết tại đây. Vậy nhưng một năm sau, công ty khai thác mỏ lại tiếp tục cho phép công nhân khai thác ngầm, trong khi các mối nguy hiểm tiềm tàng về an toàn trong mỏ vẫn chưa được giải quyết. Cứ như vậy, một tai nạn kinh hoàng khác đã ập đến. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2010, buổi sáng như thường lệ, các thợ mỏ giữ chiếc bụng đói trước khi xuống mỏ để tránh bị nôn ói do môi trường khắc nghiệt ở dưới hầm mỏ. Sau khi băng qua những con đường hầm tối tăm và quanh co khúc khuỷu của mỏ San Jose, họ đến vị trí được chỉ định và bắt đầu công việc của mình. Mặc dù môi trường trong đường hầm khiến họ cảm thấy rất khó chịu, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, gánh nặng cơm áo gạo tiền mà các thợ mỏ đành đặt cược mạng sống của mình. Đến 14 giờ, đột nhiên không biết từ đâu vang lên một tiếng động kinh hoàng, khiến tất cả các thợ mỏ giật thót tim. Nhiều tảng đá lớn nhỏ bắt đầu rơi xuống, đường hầm bị rung chuyển mạnh, các thợ mỏ lập tức nhận ra ở đâu đó trong mỏ đang bị sập. Thời điểm đó trong mỏ San Jose bắt đầu nứt ra, các tảng đá lớn nhỏ nhanh chóng lăn xuống, đập mạnh ầm ầm xuống đáy mỏ. Các thợ mỏ được phân chia làm việc ở các khu vực khác nhau. Có những người thợ ở phía gần lối ra đã may mắn trở lại mặt đất an toàn. Tuy nhiên họ nhanh chóng nhận ra vẫn còn những người khác đang mắc kẹt ở bên trong. Thời điểm đó, có một nhóm thợ khác vẫn đang ở sâu trong mỏ. Đường hầm của mỏ đã bị sập và vị trí của họ hiện đang ở độ sâu 700 mét dưới lòng đất. Sau khi mỏ sập, không khí xung quanh tràn ngập bụi mịn dày đặc do các mảnh đá rơi xuống, khiến tất cả mọi người không thể nhìn thấy gì. Họ chỉ có thể nằm rạp xuống đất, thầm hy vọng mình có thể sống sót qua trận thảm họa này. Ở độ sâu 700 mét, hầm vừa nóng bức vừa tối tăm, không khí rất ngột ngạt. Do không thể nhìn thấy nhau, những người bị mắc kẹt chỉ có thể hô hoán và động viên nhau cùng gắng gượng. Sau khi mọi người nằm trên mặt đất suốt 6 tiếng đồng hồ, thì bụi bặm trong không khí mới dần tan đi và tầm nhìn của họ cũng dần được cải thiện. Họ lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất và cố gắng tìm kiếm lối thoát thân. Tuy nhiên tất cả các lối ra đều đã bị chặn bởi những tảng đá lớn. Đội trưởng của nhóm thợ mỏ là Luis Josua, 54 tuổi, cũng là một trong những người bị mắc kẹt lúc đó, đã đứng ra lãnh đạo mọi người. Ông tập hợp tất cả lại và kêu gọi mọi người cùng nhau bàn bạc kế sách cho các biện pháp đối phó tiếp theo. Một thợ mỏ nói rằng, anh biết một khu vực trong mỏ có lối thoát hiểm khẩn cấp, được thiết kế đặc biệt để đối phó với những tình huống cấp bách, có thể giúp họ thoát ra ngoài. Mọi người tràn đầy hy vọng, đi theo đồng nghiệp đến vị trí của lối thoát hiểm. Tuy nhiên lối thoát hiểm đó đã không còn sử dụng được nữa. Sau khi biết tin hầm mỏ bị sập, các thân nhân của những người thợ mỏ có mặt tại hiện trường đã bật khóc. Khuôn mặt ai cũng chìm trong sự buồn bã, u ám. Chính phủ Chile tỏ rõ quyết tâm sẽ giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt bằng mọi giá và họ sẽ sử dụng những thiết bị tối tân nhất cho chiến dịch giải cứu.
Người dân trên khắp thế giới đều đổ dồn sự chú ý vào cuộc giải cứu chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Chile Sebastián Piñera sau khi hay tin đã đích thân tới hiện trường và ở lại với các gia đình thợ mỏ cùng họ chờ đợi tin tức. Dưới mỏ San Jose có hai khu vực trú ẩn khẩn cấp với nguồn cung cấp nhiều yếu phẩm để duy trì sự sống. Trung tâm chỉ huy cứu hộ đã dự đoán rằng xác suất cao là những người bị mắc kẹt sẽ đến đó để trú ẩn. Tuy nhiên, nguồn cung cấp ở hầm trú ẩn có hạn, không đủ cho các thợ mỏ trú lại quá lâu, nên việc tìm kiếm cần được tiến hành nhanh nhất có thể. Đến ngày 8 tháng 8 năm 2010, ngày thứ tư sau thảm họa sập hầm mỏ, một số máy khoan cần thiết cho công tác cứu hộ đã được đưa vào vị trí, đồng thời họ bắt đầu triển khai phương án sơ bộ. Họ sẽ bắt đầu khoan một lỗ thăm dò có đường kính 16cm xuống mặt đất. Trên lỗ khoan có gắn một máy dò. Dù lỗ khoan 16cm không lớn, hoàn toàn không đủ để giải cứu một người, nhưng việc này có thể đẩy nhanh quá trình khoan, giúp xác định vị trí của các thợ mỏ bị mắc kẹt sớm nhất mà không gây ra rung chấn quá lớn dẫn đến sập đường hầm. Tuy nhiên, vì mỏ rất sâu nên việc khoan rất dễ bị chệch hướng. Do đó, đội cứu hộ chỉ có thể cố gắng khoan theo hướng khu vực hầm trú ẩn. Trong thời gian chờ đợi đội cứu hộ, việc làm sao để sinh tồn được dưới lòng đất cũng là một vấn đề lớn. Họ đã sinh tồn dưới lòng đất như thế nào? Đến ngày 19 tháng 8 năm 2010, ngày thứ 15 sau sự cố hầm mỏ, bên trong khu trú ẩn dưới lòng đất rất nóng. 33 thợ mỏ bị mắc kẹt chỉ dựa vào lương thực đủ dùng trong 2 ngày để sống. Như một phép nhiệm màu, họ đã cố gắng chống đỡ cho đến ngày thứ 15. Cứ 48 giờ trôi qua, mỗi người thợ mỏ sẽ được ăn 2 thìa cá ngừ, nửa miếng bánh và uống nửa ly sữa. Sở dĩ họ có thể tạo ra kỳ tích như vậy, không chỉ nhờ đội trưởng Luis, người luôn giữ bình tĩnh trước nguy hiểm, chỉ huy tại chỗ một cách có trật tự, mà còn nhờ sự may mắn của họ. Khi đó, nước uống trong khu trú ẩn đã cạn kiệt chỉ sau vài ngày. Nhưng may mắn, đội trưởng Luis đã phát hiện một lượng lớn nước công nghiệp ở đâu đó trong hầm mỏ. Dòng nước trên được dùng để làm mát các thiết bị khai thác mỏ. Do đó, nước trong rất đục và vẫn còn lẫn đầy bùn đất cùng tạp chất. Tuy nhiên, với những người bị mắc kẹt, thì đó là nguồn nước cứu mạng họ. Trong thời khắc đấu tranh sinh tồn, đội trưởng Luis đã cùng mọi người lọc lại nước một cách đơn giản, rồi uống trực tiếp để duy trì sự sống. Vấn đề tiếp theo khó giải quyết nhất chính là tâm lý của mỗi người thợ. Có một số thợ mỏ sau vài ngày bị mắc kẹt đã nảy sinh tâm lý sợ hãi, chán nản cùng tình trạng tinh thần suy sụp. Nhằm củng cố thêm niềm tin và sự sống cho mọi người, đội trưởng Luis thỉnh thoảng lại dẫn theo 2 đến 3 thợ mỏ đi kiểm tra tình hình trong phạm vi có thể di chuyển được từ khu trú ẩn, đồng thời vẽ bản đồ khu vực bị mắc kẹt, phòng khi cần dùng đến. Họ phát hiện rằng từ vị trí trú ẩn lên trên 2 km là phạm vi hoạt động của họ, sau đó không còn lối thoát nữa. Sau khi hoàn thành bản vẽ, cả nhóm đều hiểu rõ về vị trí và tình huống hiện tại của mình để có thể phối hợp tốt hơn trong quá trình sơ tán, chờ cứu hộ đến. Tuy nhiên, sau nửa tháng sống dưới lòng đất, các thợ mỏ thật sự phải đối diện với cái đói và cái chết. Họ càng bất lực tuyệt vọng hơn khi đột nhiên nghe thấy tiếng ma sát phía trên cách không xa khu trú ẩn. Có thể đâu đó trong mỏ lại xảy ra sự cố. Tuy nhiên, khi ma sát ngày càng rõ hơn, họ chợt nhận ra đó không phải là tiếng sạt lở, mà là tiếng máy khoan. Mọi người như vỡ òa vì cuối cùng, họ cũng tìm thấy được tia hy vọng sống sót. Đến ngày thứ 18 sau thảm họa, máy khoan đã khoan đến một đường hầm sâu 688 mét dưới lòng đất, nằm gần khu vực trú ẩn. Đội cứu hộ thông qua cảm biến đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện có người dưới lòng đất đang gõ vào mũi khoan của máy khoan. Nhân viên cứu hộ sau đó từ từ kéo mũi khoan trở lại mặt đất. Khi mũi khoan xuất hiện, họ nhìn thấy một mảnh giấy được dán bằng băng dính. Trên đó viết: "Chúng tôi đều bình an trong khu trú ẩn, tất cả 33 người. Sau khi biết được tin tức trên, tất cả đội cứu hộ và gia đình của những người bị mắc kẹt đều cực kỳ phấn khởi. Họ ôm chầm lấy nhau cùng khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Vài giờ sau, một chiếc camera siêu nhỏ được đưa xuống lòng đất cùng với máy khoan. Lần đầu tiên trên mặt đất thấy được hình ảnh của những người thợ mỏ bị mắc kẹt. May mắn thay, tình trạng tinh thần của những người bị mắc kẹt có vẻ tốt hơn nhiều so với những gì mà mọi người tưởng tượng.
Điều này là nhờ đội trưởng Luis vững vàng đã giúp mọi người vực dậy tinh thần. Một thợ mỏ bị mắc kẹt tên Mario Gomez, 63 tuổi, người đã viết thông điệp báo 33 thợ mỏ vẫn bình an. Ông đã gửi cho vợ mình là bà Lily Annette, 51 tuổi, những lời tâm tình hết sức cảm động. Thậm chí ông hứa sẽ tổ chức cho vợ một lễ cưới mà họ chưa thể thực hiện sau bao năm chung sống. Khi anh rời khỏi đây, anh muốn bắt đầu cuộc sống với em. Các con cháu, anh yêu em rất nhiều và không thể sống thiếu em. Hôn em Mario. Bóng tối của hầm mỏ dường như khiến những người thợ mỏ nhận ra nhiều giá trị cốt lõi của cuộc sống, cùng những tình cảm thiêng liêng của gia đình. Cuộc giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, hành trình cam go chưa kết thúc. Đối với những người cứu hộ, việc tìm thấy vị trí của những người bị mắc kẹt chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, họ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn, đó là làm thế nào để giải cứu những người thợ mỏ ra ngoài một cách an toàn. Đội cứu hộ vừa tích cực lên kế hoạch giải cứu tiếp theo, vừa giữ liên lạc với những người thợ mỏ. Các chuyên gia NASA cũng được Chile mời tới để tư vấn tâm lý cho 33 thợ mỏ sống dưới lòng đất. Họ đã gửi một số thực phẩm cơ bản và vật tư sinh hoạt cho những người thợ mỏ bị mắc kẹt thông qua hố thăm dò có đường kính 16cm đã mở trước đó. Đến ngày thứ 19, đội cứu hộ đã gửi thêm nhiều thực phẩm, nước uống kèm theo thuốc men để chăm sóc những người thợ mỏ bị loét dạ dày do thiếu thức ăn trong thời gian dài. Nguồn cung cấp đó giống như phao cứu sinh đối với những người thợ mỏ đang đau đớn và kiệt sức. Ngoài việc được các chuyên gia hàng đầu tư vấn, các thợ mỏ còn được đội cứu hộ chuyển xuống máy nghe nhạc, kinh thánh, xúc sắc, màn hình nhỏ để theo dõi tin tức và thể thao cùng các loại báo chí. Do đó, một số người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt trong nhóm đã không bỏ lỡ trận đấu giữa đội tuyển Chile và Ukraine. Ở lần đầu tiên, đội cứu hộ phải mất 1 giờ để vận chuyển vật tư. Sau đó, họ và những người thợ mỏ đã có cuộc liên lạc bằng giọng nói đầu tiên. Đội trưởng Luis cho biết, mọi người đã có trong cuộc điện thoại đầu tiên với Tổng thống Chile rằng chúng tôi ổn, đang chờ các anh đến cứu chúng tôi. Chúng tôi hy vọng toàn đất nước Chile sẽ làm hết sức để đưa chúng tôi thoát khỏi hỏa ngục này. Ông bày tỏ và mong muốn đất nước đừng bỏ rơi họ. Bản thân ông cũng sẽ cố hết sức giữ vững tinh thần cho 33 thợ mỏ, dù nhiều lúc ông thú nhận bản thân cũng rất hoang mang và mất phương hướng. Trong những ngày tiếp theo, mỗi người thợ mỏ bị mắc kẹt đều được trò chuyện với gia đình trong 3 phút. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ, giúp họ có thể tiếp tục trụ vững trong thời khắc khốn cùng đó. Ngoài ra, không khí từ trên mặt đất cũng được bơm xuống hầm nhằm hỗ trợ oxy cho họ. Để các thợ mỏ không phải sống trong bóng tối, đèn huỳnh quang nhỏ được đưa xuống và nhờ hệ thống điện 500W dưới hầm mỏ. Điện được bật sáng vào ban ngày, còn ban đêm thì tắt để giúp họ có thể thích ứng với nhịp sinh học trên mặt đất. Ở dưới lòng đất, các thợ mỏ tắm giặt nhờ một thác nước nhỏ chảy từ trên xuống. Khi liên lạc được với thế giới trên mặt đất, họ đã xin dầu gội đầu và dao cạo râu. Ngoài ra, quần áo sạch, bàn chải, kem đánh răng, kem bôi da cũng đều được đưa xuống. Đồng thời, trung tâm chỉ huy cứu hộ đã tham khảo nhiều trường hợp bị mắc kẹt trong các vụ sập hầm mỏ trước đây để thiết kế ra 3 phương án cứu hộ. A, B và C. Ba phương án sẽ sử dụng 3 loại máy khoan khác nhau. Để đảm bảo hoạt động cứu hộ diễn ra suôn sẻ, đội cứu hộ dự định sẽ thực hiện cả 3 phương án này, nhưng họ sớm gặp phải khó khăn trong quá trình vận hành phương án B. Do trọng lượng của máy khoan quá nặng nên không thể đặt ổn định trên mặt đất. Vì không thể đến quá gần mỏ nên mũi khoan không thể khoan thẳng đứng. Không những vậy, góc mũi khoan còn ảnh hưởng đến cổ mũi khoan, khiến thời gian khoan bị chậm. Ngoài ra, cấu trúc bên trong của mỏ rất phức tạp, quặng cứng cũng khiến mũi khoan bị mài mòn. Điều này gây khó khăn lớn cho việc khoan khi 3 phương án khoan được thực hiện đồng thời. Một công việc quan trọng khác cũng được tiến hành. Hải quân Chile đã kết hợp với đội ngũ thiết kế của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA chế tạo ra một khoang cứu hộ Phượng Hoàng với thiết kế đặc biệt để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới lòng đất. Sau khi máy khoan thông, khoang cứu hộ sẽ đóng vai trò then chốt. Khoang có đường kính 54cm, đủ để chứa một người trưởng thành. Để tránh người bị mắc kẹt va chạm với đá bên ngoài trong hành trình di chuyển về mặt đất, khoang cứu hộ còn được thiết kế thêm hệ thống rong rọc có thể thu vào để giảm va chạm. Đồng thời còn có hệ thống cung cấp oxy, đèn và thiết bị liên lạc. Sau đó, đội cứu hộ cũng đẩy nhanh công cuộc chế tạo thêm nhiều khoang cứu hộ.
Khoang cứu hộ số 1 sau đó đã được đưa vào thử nghiệm, sau khi đảm bảo mọi thứ đều an toàn. Một phiên bản cải tiến của khoang cứu hộ Phượng Hoàng số 2 đã được chế tạo. Đến ngày thứ 66, tuy kế hoạch B được đánh giá thấp nhất, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ khoang vượt xa mọi kỳ vọng. Vào thời điểm đó, kế hoạch A mới khoan được 598 mét, đạt 85% độ sâu cần thiết và chưa kịp mở rộng lỗ khoang. Trong khi đó, kế hoạch C mới khoan được 372 mét, đạt 62% độ sâu yêu cầu. Đến ngày thứ 69, tất cả các thợ mỏ đều được chuyển sang thức ăn dạng lỏng, giàu dinh dưỡng, gồm kali và khoáng chất. Đồng thời họ cũng dùng thuốc aspirin để đề phòng đông máu và đeo dây đai để ổn định huyết áp. Các thợ mỏ được mặc quần áo chống thấm và đeo kính râm để bảo vệ mắt sau chuỗi ngày dài sống ở nơi không có ánh sáng mặt trời. Vào 11 giờ 18 phút tối hôm đó, một nhân viên cứu hộ đã đi xuống mỏ bằng khoang cứu hộ Phượng Hoàng. 18 phút sau, anh đã nhìn thấy các thợ mỏ. Tất cả bọn họ đều trông rất tiêu tụy và hốc hác. Khi tận mắt thấy nhân viên cứu hộ đến an toàn, những người bị mắc kẹt đều hò reo sung sướng. Mặc dù tình trạng sức khỏe của họ không tốt, nhưng để tận dụng giây phút đáng quý của cuộc sống ban tặng, họ không còn quan tâm nhiều đến sự đau đớn của thể xác nữa. Tất cả đều ôm chầm lấy nhau trong giọt nước mắt hạnh phúc. Đến ngày 13 tháng 10 năm 2010, ngày thứ 70 kể từ sau sự cố hầm mỏ xảy ra, vào nửa đêm, đội cứu hộ đã lần lượt đưa được 4 người thợ mỏ có tình trạng sức khỏe tốt nhất lên mặt đất. 0 giờ 2 phút, thợ mỏ đầu tiên đã được giải cứu thành công lên mặt đất từ độ sâu gần 700 mét. Hàng triệu người trên toàn thế giới đã chứng kiến khoảnh khắc xúc động đó thông qua các phương tiện truyền thông. Mỗi lần khoang cứu hộ di chuyển lên hoặc xuống sẽ mất 15 phút và họ phải thực hiện tổng cộng 39 lần khứ hồi với tổng quãng đường khứ hồi dài hơn 50 km. Cho đến tận 21 giờ 45 phút ngày hôm đó, người thợ mỏ cuối cùng bị mắc kẹt là đội trưởng Louis đã được đưa lên mặt đất thành công. Toàn bộ 33 thợ mỏ trong sự cố đã được cứu sống an toàn và thoát chết một cách ngoạn mục. Cả đất nước Chile đã vỡ òa trong hạnh phúc. Tất cả mọi người có mặt hay xem gián tiếp qua màn ảnh đều xúc động trào nước mắt. Họ ăn mừng hết mình cho chiến dịch giải cứu có quy mô rộng khắp này. Tổng thống Piñera khẳng định, các thợ mỏ đã trở ra mạnh mẽ hơn và họ dạy chúng ta một bài học lớn. Hôm nay Chile đã trở nên đoàn kết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nhận được sự tôn trọng của cả thế giới. Theo ông Piñera, chính sự đoàn kết, niềm tin và sự quyết tâm của người Chile trong khoảng 69 ngày qua đã khiến đất nước tự hào. Cuộc giải cứu thần kỳ này được đánh giá là một chiến tích vĩ đại của ý chí con người và sức mạnh khoa học. Qua sự cố sập hầm mỏ, các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn liên quan đến thảm họa khai thác mỏ cũng đã được điều tra nghiêm ngặt hơn. 18 mỏ đã bị lệnh đóng cửa và 300 mỏ khác cũng đã được đưa vào danh sách xem xét đóng cửa. Câu chuyện thứ hai, màn giải cứu 29 nạn nhân mắc kẹt trong mỏ than ngập nước lũ ở Trung Quốc. 11 giờ sáng ngày 21 tháng 11 năm 2010, một trận lũ lớn khiến nước bất ngờ tràn vào, làm ngập mỏ than Bát Điền tại huyện Uy Viễn, gần thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong lúc có 35 công nhân đang làm việc, 13 thợ mỏ đã kịp thoát được ra ngoài, nhưng 22 người vẫn còn bị mắc kẹt. Sau khi mỏ than bị ngập, một nhóm gồm 7 người, dẫn đầu là phó giám đốc mỏ than Trương Hồng Lương, đã bất chấp nguy hiểm để vào mỏ cứu người. Tuy nhiên, nước lên quá nhanh khiến họ cũng bị kẹt lại. Lưu Hàng Cường, một thợ mỏ bị mắc kẹt trước đó nhớ lại. Lúc ấy, mọi người đều muốn chạy thoát ra ngoài, nhưng họ vẫn chọn bước vào dù biết có thể mất mạng. Phó giám đốc mỏ than Trương Hồng Lương khi xuống đến nơi đã bình tĩnh, cổ vũ những người bị mắc kẹt dưới lòng đất. Ông hướng dẫn mọi người cách duy trì thể lực trong dòng nước đang ngày một dâng cao, chực chờ nhấn chìm tất cả. Điều này phần nào giúp các thợ mỏ bị mắc kẹt bớt hoang mang. Phía trên mặt đất, 500 nhân viên cứu hộ khác đã được huy động. Họ chạy đua với thời gian khi quyết định thay đổi chiến dịch cứu hộ bằng cách hút hết nước ra khỏi hầm mỏ và đưa tiếp một nhóm cứu hộ thứ hai vào giải cứu 29 người bị mắc kẹt trước đó. Nhiều máy bơm thủy lực lớn đã được huy động để rút lượng nước tràn vào hầm. Dù nước đã được rút ra rất nhiều, nhưng ngày hôm sau, khi các nhân viên cứu hộ tiến hành vào hầm mỏ, thì nước vẫn ngập đến cổ của nhiều người. Điều này khiến niềm hy vọng vào việc những người thợ bị mắc kẹt vẫn còn sống rất mong manh.
Thời gian trôi đi ngày một nhanh, đến gần trưa ngày 22 tháng 11 năm 2010, gần một ngày sau vụ tai nạn bất ngờ, các thợ mỏ bị mắc kẹt đã bị đuối sức vì đói, khát và việc ngâm mình quá lâu trong dòng nước lạnh giá. Nhưng đúng lúc này, họ đã vỡ òa khi thấy đầu của một nhân viên cứu hộ nhấp nhô tiến đến gần. Các nhân viên cứu hộ đã liên lạc được với tất cả 29 nạn nhân. Họ bắt đầu đưa các thợ mỏ trở lại mặt đất. Người thợ đầu tiên ra ngoài an toàn lúc 12 giờ 25 phút trưa ngày hôm đó. Phó giám đốc mỏ Trương Hồng Lương là người cuối cùng ra ngoài lúc 1 giờ 18 phút chiều. Vậy là kỳ tích đã xuất hiện. Toàn bộ 29 thợ mỏ bị mắc kẹt tại mỏ than ngập nước trong hơn 24 giờ đã được giải cứu thành công. Câu chuyện thứ 3. Hành trình 18 ngày đêm căng não giải cứu đội bóng nhí. Nếu công cuộc giải cứu 33 thợ mỏ trong vụ sập mỏ San Jose và 29 người trong mỏ than Bắc Điền ngập nước được đánh giá là chiến tích vĩ đại của ý chí con người và sức mạnh khoa học, thì những nỗ lực giải cứu 13 thành viên bị mắc kẹt trong hang động bởi nước lũ ở Thái Lan năm 2018 lại nhuốm màu tâm linh, huyền bí liên quan đến mối ân oán của họ với nàng công chúa Thái 300 năm về trước. Theo truyền thuyết, thời xa xưa có một công chúa xinh đẹp trong cung điện Cảnh Hồng Vương ở Tây Sông Bản Nạp, Vân Nam, Trung Quốc. Một ngày nọ, nàng đến vườn Ngự Uyển dạo chơi và đem lòng yêu một chàng trai nghèo chăn ngựa. Phụ vương của công chúa không đồng ý cho hôn sự của họ, nên ép công chúa phải kết hôn với một hoàng tử quý tộc. Vì vậy, công chúa cùng chàng chăn ngựa đã bỏ trốn từ Tây Sông Bản Nạp đến Mây Sai, Chiang Rai, Thái Lan. Sau đó, công chúa mang thai. Một ngày nọ, chàng chăn ngựa đi ra ngoài tìm thức ăn, vô tình bị những người lính do vua cha của công chúa cử đi truy bắt, phát hiện và sát hại. Công chúa đợi mãi không thấy chàng chăn ngựa trở về. Sau này, nàng mới hay tin rằng chàng đã bị giết. Công chúa đau lòng lấy chiếc trâm cài đâm vào mình tự sát. Máu nàng chảy ra biến thành sông Mê Sai. Máu dưới chân nàng động lại thành hang động. Cơ thể nàng biến thành những ngọn núi xanh, chính là núi Công Chúa Ngủ, hay còn gọi là Tham Luang Nang Non, hang người đẹp ngủ ở Thái Lan hiện nay. Quay lại với câu chuyện thực của 12 cậu bé từ 11 đến 16 tuổi cùng với huấn luyện viên của họ bị nhốt trong hang người đẹp ngủ. Khoảng 1 giờ trưa ngày 23 tháng 6 năm 2018, sau khi huấn luyện xong, đội bóng thiếu niên lợn hoang của Thái Lan đã quyết định thám hiểm trong hang người đẹp ngủ thuộc công viên rừng rậm quốc gia. Điều không may đã xảy ra, họ bị mắc kẹt trong hang do trời đột nhiên đổ mưa dữ dội, mực nước dâng cao ngập kín cửa hang. Buổi tối hôm đó, nhân viên quản lý công viên trong lúc đóng cửa đã không khỏi kinh hãi khi phát hiện một dãy xe đạp ngoài cửa hang. Ông vội vàng báo cảnh sát. Tiếp sau đó, những sự tình ly kỳ không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Ngày 27 tháng 6, 4 ngày sau khi 13 người trong đội bóng mất tích, bà chủ của một quán ăn ở thành phố Chiang Mai đã đăng tải một bài viết kỳ lạ trên Facebook, nói rằng nàng công chúa ngủ đã mất hơn 300 năm báo mộng cho bà, bảo bà hãy đi tìm Kruba Bonchum đến. Trong mơ, công chúa nói, chỉ cần tìm Kruba Bonchum đến, để nàng gặp được ông ấy, nàng sẽ thả 13 người trong hang ra ngoài. Con nói nàng đã chờ đợi Kruba Bonchum hơn 300 năm rồi. Bà chủ quán ăn nói rằng bà chưa từng nghe nói đến cái tên Kruba Bonchum, cũng không biết ông ấy là ai, nên đã đăng bài viết lên Facebook cầu xin Kruba Bonchum đến để cứu 13 thành viên của đội bóng lợn hoang. Kruba Bonchum chính là chàng trai chăn ngựa mà công chúa đem lòng yêu mến. Công chúa báo mộng nói rằng Kruba Bonchum nguyên vốn là người Thái Lan nhưng lại ở Miến Điện. Nàng tha thiết cầu xin Kruba Bonchum hãy đến gặp nàng một lần, nói nàng đã ở đây chờ đợi hơn 300 năm nay mà vẫn chưa rời đi. Con muốn Kruba Bonchum nhận lời nàng về lại tỉnh Lam Bang, một tỉnh thành nằm ở miền Bắc Thái Lan. Nếu Kruba Bonchum nhận lời, nàng sẽ thả 13 người của đội bóng nhí này. Hóa giải ân oán. Ngoài bà chủ quán ăn, rất nhiều tín đồ Thái Lan cũng có giấc mơ tương tự, trong đó có người mà công chúa muốn gặp, cao tăng Kruba Bonchum.
họ mơ thấy cha mẹ, thân nhân của 13 thành viên mất tích là những người đã bắt và giết chồng của công chúa 300 năm trước. Vì vậy, dân làng đã thỉnh mời cao tăng Krupa Bonchum tới, hy vọng ông giúp hóa giải những ân oán tiền kiếp kéo dài mấy trăm năm này. Rất nhiều người đã mang theo đồ cúng như trái cây, điểm tâm, trứng luộc và nước ngọt đến hiện trường lễ thờ công chúa, nguyện cầu cho những người mất tích đều có thể bình an trở về. 8 giờ tối ngày 29 tháng 6 năm 2018, cũng chính là ngày thứ 6 đội bóng nhí mất tích, cao tăng Krupa Bonchum đã đến núi công chúa ngủ. Trước khi ông đến, bầu trời còn sáng trong. Sau khi vị cao tăng đến được 1 giờ đồng hồ, không trung bỗng nổi cơn mưa to. Tiếp đến, Krupa Bonchum làm lễ ở bên ngoài cửa hang. Ông một mình đi sâu vào trong hang động 2 giờ đồng hồ. Đến khi vị cao tăng từ trong hang đi ra, ông lập tức lên xe rời đi. Đúng 2 giờ chiều hôm sau, cao tăng Krupa Bonchum kêu gọi tất cả các đệ tử đến cửa hang để cầu phúc, thỉnh cầu Phật tổ và các thiên thần, thần núi hãy ngừng mưa và xin thần núi mở núi nhường đường, cũng như siêu độ cho công chúa quá cố. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, Krupa Bonchum trở lại chùa để tiếp tục tụng kinh. Khi rời đi, có phóng viên từng hỏi khi nào chúng ta có thể nhìn thấy bọn trẻ. Cao tăng Krupa Bonchum chỉ nói rằng bọn trẻ rất ngoan, vì vậy mọi người đừng lo lắng, chúng ta có thể gặp chúng trong 1-2 ngày nữa. Quả thật, vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, tổng cộng 12 cầu thủ bóng đá trẻ cùng một huấn luyện viên mất tích trong hang đã được tìm thấy. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả họ dường như vẫn trong tình trạng sức khỏe rất tốt, mặc dù đã trải qua 9 ngày đêm phải sống trong thời tiết lạnh giá và chịu đựng cơn đói khát. Lý giải cho điều kỳ diệu trên, các nhân viên cứu hộ kể lại rằng anh Ikabun, huấn luyện viên của đội bóng nhí, là một trong những thành viên yếu nhất của nhóm mắc kẹt trong hang. Một phần nguyên nhân là vì anh đã nhường cho học trò khẩu phần ăn và nước uống ít ỏi của họ còn lại trong những ngày đầu tiên bị mắc kẹt. Sau khi hết thức ăn, anh đã dạy các em cách ngồi thiền, uống nước từ vách đá và cách duy trì nguồn năng lượng cơ thể ở mức tối đa cho tới khi cả nhóm được tìm thấy. Toàn bộ 13 thành viên của đội bóng lợn hoang sau đó đã được giải cứu thành công. Sau câu chuyện đầy kỳ tích này, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng về khả năng tuyệt vời của thiền định, đồng thời cũng đặt câu hỏi liệu có phải là do ân oán 300 năm của công chúa cuối cùng cũng đã được giải khai. Nàng đã gặp được người mà mình tâm niệm nên đã đồng ý thả 13 thành viên trong hang. Cuộc sống này có nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể thấy và hiểu hết được. Nhưng dù có thấy hay không, thì chúng ta cũng đừng để hy vọng về những điều tốt đẹp của bản thân vụt tắt. Hãy đặt niềm tin nơi thần Phật để ước thúc bản thân làm một người tốt hơn, thiện lương hơn, chính trực và liêm khiết hơn. Rồi những điều tốt đẹp sẽ đến bên ta.